Xin hân hoan chào mừng các bác cùng toàn thể quý anh chị em đã đến xem và tham khảo các thiết bị âm thanh trên kênh YouTube âm thanh Alun 2 của cửa hàng. Và để biết được những video mới nhất và những chương trình khuyến mại, các bác vui lòng ấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như ấn vào nút chuông để nhận được những thông báo thật sớm. Và trong một clip buổi chiều hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019, em trân trọng làm một video để giới thiệu quảng bá tới các bác về dòng sản phẩm những bộ mic không dây hàng mới tinh nguyên xốp do Trung Quốc sản xuất, được mang trên mình thương hiệu của Suare, mã số là UGX21, và cũng có một số chia sẻ để toàn thể các bác có thể tìm hiểu mua được đúng dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và đúng với giá tiền. Và cũng để trả lời các bác câu hỏi trong những ngày vừa qua có hỏi cửa hàng rằng UGX20, UGX21 nó có giống nhau hay không, thì em trả lời luôn toàn thể các bác, nó giống nhau các bác nhé. Quan trọng là in bao nhiêu thôi, để lưng lên, các bác lưu ý để lưng lên. Ví dụ như hôm nay là UGX21 và sau này lên UGX31 rồi UGX21 tỷ, 31 tỷ, đó là tùy thuộc vào bên nhà phân phối. Thì chỉ biết rằng các bác lưu ý, đây là dòng sản phẩm được mang trên mình thương hiệu của Sure, và số lượng em về thì hôm nay rất là nhiều, được 20 bộ. Thì vừa mới có một bác khách hàng ủng hộ luôn một bộ rồi, hiện tại em chỉ còn 19 thôi các bác ạ. Đó chính là những bác khách hàng về với cửa hàng từ Hoài Đức, Hà Nội. Hiện tại em xin phép là sẽ giới thiệu và chào bán với giá là 2.800.000 đồng trên một bộ. Giá trên em bao phí vận chuyển cho toàn thể các bác, và kèm theo cho các bác đây ạ, hai đôi pin sạc của Palo. Các bác lưu ý, hai đôi pin sạc của Palo dung lượng là 3000mAh/giờ, và một cốc sạc Zinbao A612. Thưa với các bác thân mến, ở những đôi pin sạc rất hữu ích cho những bộ mic không dây đó. Và các cụ mình vẫn nói là sắm được con trâu thì đừng tiếc cái dọ thật chắc, đúng không các bác? Những đôi pin này khi các bác hát, dung lượng của nó có thể lên đến 10 giờ hát liên tục. Các bác lưu ý nhé, 3000mAh đủ, hãng pin Palo, các bác hát liền một lúc 10 giờ. Cái điều quan trọng hơn đó là khi các bác lắp những đôi pin ở trong những bộ mic không dây, nó sẽ không bị chảy nước trong quá trình các bác để quên. Và khi các bác hát cái dòng pin này, dòng pin này nó đủ, cho nên là cái độ sóng của nó cũng ổn định và yên tâm hơn. Các bác lưu ý, 2.800.000 em bao ship tặng kèm pin sạc cũng như là cốc sạc pin. Hoặc nói cách khác là các bác bỏ tiền ra mua cả pin sạc, cả sạc pin, đúng không các bác? Nói câu tặng cho sang thôi, còn tiền của các bác cả, đúng không các bác? Nếu các bác không có nhu cầu và có pin sạc rồi, chúng em xin phép là sẽ trừ tiền cho toàn thể các bác ạ. Và tiếp theo em giới thiệu thêm một số về cái phần kỹ thuật của nó. Các bác thân mến nhé, tí em sẽ mở ruột ra, các bác sẽ cùng coi cảm nhận. Thì hiện tại trên thị trường, ví dụ như X10, X20, X21 thì nó có rất là nhiều loại, cũng như là các nhà xưởng sản xuất lắp ráp. Thì cái sản phẩm nào đạt tiêu chuẩn nhất thì các bác sẽ cùng xem và cảm nhận. Em xin được giới thiệu cũng như những bộ mic X10, X20. Em không nhận sản phẩm mình là hàng loại 1, và em không nhận là hàng loại 2, loại 3, loại 4. Em chỉ dám cam kết với toàn thể các bác những bộ mic không dây UGX10, X20, X21 em nhập với giá tiền là cao nhất. Các bác lưu nhé, em nhập với giá tiền là cao nhất để chào bán, cũng như để các bác yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Còn không thể nhận đây là hàng loại 1, loại 2 hay loại 3, vì lý do hôm nay em bảo hàng nhà em đây là hàng loại 1 đấy các bác ạ. Thì ngày mai sẽ có rất nhiều các anh em khác nhận hàng của mình là hàng loại 1. Thì hàng nó như thế nào thì các bác sẽ cùng xem và cảm nhận giúp cho em. Em chào bán với giá 2.800.000 đồng, em bao ship kèm theo hai đôi pin sạc cộng một cọc sạc pin. Các bác lưu ý nó có một nút tắt nguồn và nút bật nguồn, đó chính là ở giữa các bác nhé. Ok chưa các bác? Màn hình LED hiển thị rất là đẹp. Và đây ạ, và ruột gan của cái sản phẩm mà em bán, các bác sẽ cùng xem cảm nhận cho em. Hai hộp kênh to ở một bên, tổng là 4 hộp kênh to ở hai bên, main đỏ 4 dâu. À vâng ạ,
Quay lại cái vấn đề 4 dâu 2 dâu thì em cũng xin phép chia sẻ toàn thể các bác. Không phải là cứ nhiều dâu mới là có tuổi, không phải cứ nhiều dâu mới là sống tốt. Em đang chia sẻ với toàn thể các bác là không phải là cứ nhiều dâu mà là đã là 8-90 tuổi. Bây giờ nhiều thanh niên 3-40 tuổi đã để dâu rồi. Ví dụ như các bạn của em đây, bạn để dâu dài đoàn các bạn. Thì không phải là cứ 4 dâu này là sống khỏe đâu các bác nhá. Dọa ma thôi các bác ạ. Sóng của bộ mic không dây xua UG21 mà cái nhà máy sản xuất ra cho phép là 30m không bị hụt sóng. Các bác lưu ý, em xin nhấn lại 30m không bị hụt sóng. Đấy, còn với những bộ mic này, bộ mic của em này các bác nhá. Đấy, nếu mang ra ngoài đồng, mang ra ngoài đường 300m vẫn vô tư, alo cái lên tiếng ngay. Nhưng sóng thực của nó là 30m. Còn khoe hay quảng cáo hay lỗ như nào chăng nữa, cứ phải cho nó ra trận các bạn. Những bộ mic này nếu mang đi làm show sự kiện, sóng cho phép là 30m. Cho dù có bao nhiêu khách hoặc bao nhiêu cái điện thoại bị ép sóng ra, vẫn yên tâm khi làm và sở hữu. Còn nếu mà bộ 300 hay 200m thì là không có các bác nhé. Còn 4 dâu này cũng chỉ bằng 2 dâu thôi, có thể tháo 2 dâu ra không cần thiết đâu các bác ạ. Đó là những lời giới thiệu chuẩn. Còn chất lượng của sản phẩm em xin nhấn mạnh lại, các bác sẽ cùng xem và cảm nhận hàng của em men đỏ. Đấy, và tay mic con cũng là men đỏ. Sản phẩm này em bảo hành 1 năm. Đó, hàng của em nói như thế này, các bác cảm nhận xem ok chất lượng các bác sẽ mua ủng hộ cho em. Đấy, còn đây nói thẳng ra nó hàng nhái 100% này các bác nhá. Đừng ai nghĩ là đây là hàng xịn. Nhiều bác bảo là em nghe đặc biệt có một câu này thì mong các bác thông cảm. Đặc biệt các bác ở trong Sài Gòn, các bác gọi điện cho em bảo muốn mua bộ mic xua khoảng ngoài 2 triệu của Mỹ. Trời ơi, các bác chỉ mua của Mỹ tho thôi các bác ạ, không có của Mỹ xịn đâu ạ. Và đây chính là những bộ mic tho các bác nhá. Đấy, em giới thiệu chi tiết. Và thưa toàn thể các bác thân mến, nếu như đây ạ, nếu như nhá, bộ mic xua UG21 này nó là hàng xịn, đấy, thương hiệu và công nghệ của Mỹ, thì em nghĩ rằng riêng ý kiến của em, giá của nó chắc không bao giờ dưới 2.000 đô. Em nghĩ là như vậy. Và nếu như nó là hàng Mỹ xịn, nó sẽ xuất sang các nước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đấy, nếu nó là hàng Mỹ xịn, nó xuất sang các nước này, các bác thấy không ạ? Còn đây là hàng ếch nhái các bác nhá, ếch nhái thôi. Em xin phép giới thiệu về thẳng cái nội dung, cái tiêu chuẩn chất lượng của nó. Và tiếp theo những tiêu chuẩn của nó thì nó có này các bác này, báo pin có này, tắt nguồn này, và báo tắt tiếng. Đấy, còn wifi chắc chắn không có này các bạn. Và đây, Sua là một thương hiệu nổi tiếng đến từ đất nước Mỹ, cờ Mỹ. Đấy, nhưng nó là hàng xịn. Còn đây thì không có các bác nhá. Trong cái bộ mic Sua của em bán không hề có thương hiệu và không hề có công nghệ, nó chỉ được in trên mình cái tên của Sua thôi. Đấy, và số lượng em có ngày hôm nay là 19 bộ. Số lượng rất nhiều. Những ngày trước thì em chỉ lấy về 10 bộ một thôi, cứ hết em lại lấy các bạn. Số lượng ngày hôm nay như thế là nhiều rồi. Rất mong toàn thể các bác sẽ ủng hộ cho em. Và em xin phép toàn thể các bác sẽ dừng lại clip tại đây. Cách kết nối thì hoàn toàn đơn giản các bác nhá. Đây ạ. Các bác sẽ cắm được nguồn. Nguồn của nó sử dụng nguồn 12V. Các bác nhá, nguồn của nó sử dụng nguồn 2V, 12V. Và theo như quan điểm, theo ý kiến của riêng em, cho rằng tất cả những bộ mic cao cấp trên thị trường nó sẽ sử dụng 8V. Còn những bộ mic với chất lượng trung bình, nó sẽ sử dụng điện 12V. Và cách kết nối thì các bác nếu như sử dụng ở gia đình và sử dụng ở những chiếc vang chiếc âm ly, các bác sẽ cắm vào đường mic out các bác nhá. Out là ra, mic out là cắm ra vang hoặc ra âm ly. Còn nếu như anh em đi làm sự kiện cắm trực tiếp ở bàn mixer, các anh em có thể cắm đường pass out, có nghĩa là ra của cửa bên tay trái này. Còn pass bên đây có nghĩa là ra đường bên tay phải. Các anh em có thể cắm hai đường dây ca lông xuống bàn mixer để chỉnh hai giọng ca khác nhau. Một bên chúng ta chỉnh giọng nam, một bên chỉnh giọng nữ, rất là thích hợp. Và thưa toàn thể các bác thân mến, với những bộ mic Sure này thì em cũng xin được có một đánh giá, đó là chất lượng nó đi đôi với tầm tiền. Còn bộ mic này chưa có cái gì để cho nó một từ đẳng cấp. Có nghĩa là sao? Có nhiều các bác hiện tại mua những bộ mic 5-6 triệu, 4-5 triệu, đấy, hoặc là 40-50 triệu cũng có. Thì cái chất lượng đi đôi với cái giá tiền mà các bác bỏ ra. Còn những bộ mic này các bác,
với rất là nhiều các bác khách hàng, nó cũng đã là cả một sự cố gắng, cả một ước mơ. Còn cũng có rất nhiều các bác hỏi em là những bộ mic khoảng vài trăm đến hơn 1 triệu, nhưng mà nếu như bán những bộ đấy nó không ổn định, không an toàn, cho nên là em không bán, không thể nào nhập cái dòng đấy về. Cho dù là có thể lượng khách đông hơn, nhưng mà nó không đảm bảo cái an toàn cho khách hàng sử dụng, cũng như là không đảm bảo cho cái tiếng ca nó hay bị vỡ đấy. Và nếu mà nói về cái chất âm các bác nhá, thì những cái bộ mic xuôi này nó rất là lịnh giọng, tiếng của các bác một thì nó phải lên 2, nhưng nếu như các bác gào to lên thì nó sẽ không được tròn tiếng, ý nói nó sẽ bị vỡ tiếng các bạn, bị vỡ tiếng. Nhưng mà sao em vẫn cung cấp, bởi vì tiền nào của đấy, không phải bác nào cũng có điều kiện mua bộ mic hơn 3 triệu, hơn 4 triệu và hơn 5 triệu đúng không các bác. Đấy, em bán bộ này vừa tầm tiền thôi này các bác nhá, chất lượng được, giá vừa tầm tiền. Và em xin phép gửi lời chào toàn thể các bác cũng như quý anh chị em. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở một video gần nhất ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.